Hello, alo mấy mình gọi là phụ mà chen ngan ít chút vào đấy. Sau đó chúng ta chuẩn bị đi bơi gì đi biển là vì bọn nó chuẩn bị đi bơi gì đi biển là vì sau đó thì chúng ta mà sau khi đi đi mà chúng ta lúc bắt đầu này in đã lúc sáng giờ mới mình sẽ đi này live gì anh tôi đi những cái sáng giờ mới bỏ sau đó bắt đầu này in đã chúng ta chúng ta vào bắt đầu cả tôi đi thì ở vùng một toa cái sáng rồi ngay thì ở TV có con sẽ xem này mà này đi cái này thâu về khen nhà bị rồi vẫn gì này show người đi bỏ anh là cái cái tuyến đó là sẽ cho mình mà nó sau đó vẫn gì này in đã mình là người show người đấy là chỉ tôi ý bắt đầu ghi mình là cái cái sáng mới sau đi bộ cả chúng tôi này là chỉ in đã mình là người am nhà ít cái cái mới đi bây giờ này sau đó ấy tôi ở ngoài mà là cái cái sáng rồi ngay của về bắt đầu cũng mình này cái sáng cái là in đã mình này cái sáng cái là nó sau bắt đầu ý mà cúi mà ta con này để bảo được chúng tôi ấy cúi mà tôi đâu có già này đi là cúi đến của tao mình chứ nào biết là cái mình con này sẽ ngã đến rồi cúi mà gì yên chi thì tại vì mấy lúc nó sẽ nên như vậy cúi mà đi vào rồi tao lấy xuống ngã mình nấu thế xây dựng nên cái cúi đó còn đại đi đâu nuôi gì đi mà sau bắt đầu cả ở đây lại bắt đầu đi con này để mà bảo được in đam mình ha tao yêu yêu tao bị để khá chả mà là cúi đuôi này nè em nhà ý cho nó đi này anh ấy bị này cái làm gì sau đi này bữa mà rồi tôi đi và đi đi bắt đi 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 cái sao mà bắt đầu này bữa mà bắt đầu cũng một toa cái sao mà bữa mà rồi in đã được cái mà lười u, bây giờ này sau ta anh ấy thì mà về tôi đi cái này cái là vậy, thế cái này cái gì cái này cái mà sử dụng này in đã được cái đại gia cái là sau khi xả xả vào, thế cho nên chúng nó lấy gì rồi thì mà bắt đầu cái chance cái đó mía đấy, thế cho nên chúng nó sang gì vậy, bây giờ này sau lấy gì bắt đầu cái Champions League phòng của chúng nó chơi Champions League mà nào xong, chào với cái gì cái này mà in đã mình là người biết được cái show nào cái luyện gì mà lý với cái đại này thà, ở đây là gì, phải mà ông bố mà nó tôi show thà đấy, tại vì mấy lúc bộ đồ ha cho nó Champions League nào xong chào buổi mà Liverpool sẽ đại nắng thà đấy, nó buổi show thà đấy. Giải buổi xong của cho nó chỉ lưu xin nó nào xong nó buổi sẽ nắng đấy, trả lời mà nó buổi show đấy, ví dụ như là Liverpool nắng đấy. Sau in đã cho nó được một in đã cả chỉ số cả mình gì cũng vậy, cho nó Champions League mà đâu mà tôi đi vậy cả Liverpool nắng thì buổi gì thì buổi show suy mẹ, giá là đi cả đam hiểu đi phiền nhá, đại gia đi phiền nhá. Mà cho giải buổi xong lưu xin bộ video nào xong thì đấy, bọn nó đã cho nó nó buổi show đấy. Tông bên này này được quét đi trả lại bọn cái này là đi in đam mình mà cái tin nhắn này chỉ dùng cái phía đó này cái mình xíu đã biết được cái vui cùng một toa cái này cái mà sử dụng cái phía đó là cái gì đấy đang đi bữa mà đó in đam mình theo đó cho nó đi cho nó cái đó bắt đầu cái bộ video đại gia này mình cho nó dùng gì trả lại bọn nó đi nhà đến nhà mà cái giá là cái phía đó là mình xíu tôi đi ở chỗ mà đấy anh nói rồi nên đến sau ngay từ ở đây chỉ đi nhà tôi xíu phía đó mà cái gì đi mà sử dụng cho nó in đam mình mà sử dụng đó tôi đã nói thì Martinez được Luka Guru và Porto là ông mẹ nhỉ ha, họ quên mà cho Di Maguru đó, Mkhitaryan đó, Chalanulu rồi, Barella rồi, Xamarin gì đấy, nào đang ngã rồi tôi đã cái này là Xamarin gì đấy, bây giờ này là ông mới chơi được bốn chuyện này, Di Vries rồi, Esavi rồi, Bastoni rồi, rồi cái đó câu này nào đang cúm mang cái này Unana vậy, thì mà sao tôi anh ấy tôi cả Niyazu mà cả anh em nhà này Xamarin gì đấy, Inter Milan mà, vì thế mà này tôi anh ấy tôi xin bị này vậy, mà lúc đi ba đến này xin cái giá này khám mà, ở đâu thì anh ấy bị này rồi bắt đầu thì in đam mình là như vậy cả mà truy vào vậy, à cái là gì đó anh em mà cái giá cái này buổi mà rồi xin của về cái gì đó ba mươi ngũ mà lâu này rồi cả chín sáu mươi bảy rồi xí ra bỏ tiền mà tại vì mấy lâu bắt đầu cái của con ông chín sáu này cái là rồi tiêu nhiều đồ bị mà về, rồi là gì mà bắt đầu cái bạc là tiêu nhiều rồi từ rồi anh ấy cái cái biểu đồ này của nó, lúc cái của cái là chín sáu này sáu mươi đó bây giờ nhìn nó mà tuyên tuyên cái đó, anh muốn rồi rồi đi cái này cái xin cái giá này khám mà chủ tịch bộ đồ mì u toa cái giá mà nó bộ đồ mì mà toa cái giá mà đi thăm mà anh đam mình là nói chân xí lên mình luôn cho nó mà thêm u tôi đổ lên về tại vì cha ông cái giá này này sử dụng gì anh đại bà cả nấu sinh của tập bị sửa đi thăm mà anh thấy này mà là bộ đồ y bà cả đầu tư ra duy chế gì mà xí u đi làm là nó tư ra duy chế gì mà xí u anh mang cái cái giá bù về rồi cho nó đi bữa mà bộ đồ u bộ video đa giá lên mình luôn cho nó nhiều lên thà này của nó rồi anh đam mình là bà cả nó đã bà lâu này mình cho nó chi à mà cho nấu theo bữa cái chỗ Manchester City này Leipzig ấy bữa vậy, cho nó bắt mà chỗ luôn cái đó, cha mẹ gì mà vắng vắng cha thà đấy bố biết, vắng vắng cha thà đấy, ấy bữa gì mà Manchester City ấy và cả bữa của thiên chủ thà này cái đấy suy mẹ, Leipzig ấy cho nó luôn này, cái này anh ấy đi của tôi đi cả, ta xin anh cái gì mới xíu, tôi thấy nó cho nó luôn này đó, vario ấy còn đại tuyến của nó mini của nó xem mà cú bê cái áp đi vắng vắng thì cha đó đấy, tôi quay luôn này Manchester City ấy và cả, bỏ luôn cái thà đấy, cú bao cầu thì một lâu để suy mẹ. Cú bao tệ đó, tối nay lão về xem video được cúi ra làm gì? Chỉ là đi live gì vậy? Các anh lão thì bolong cái mà thằng này mình cú bao tệ đó, lấy gì nhỉ? Xí cú bao cái đôi này khôn chơi mà. Ta hai chỗ này live gì vậy? Tại sao cả bộ video thiếu mùi gì cái đấy? Sự nào cũng chỉ là biếng à, vậy nó. Nào rồi thì mà đuổi à, bây mà nó mà chim hết đời phía làm mình Manchester City vậy mà
တချို့ကစားမားတွေကိုအနာပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကပွဲစဉ်တွေမှာအဲဒီလိုဒီပွဲမှာသူတို့တွေအနေနဲ့ဒါအင်အားအပြည့်နဲ့ကစားလာရင်တော့မှ Leipzig ကိုပြတ်သားအောင်စွန့်ဆောင်နိုင်မှာမလားပေါ့ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာလည်းရလက်ပြတ်သားဖို့ကတော့လွယ်ဦးမယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့ City တွေအိမ်ဝင်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီပွဲကိုလည်းထိန်းချုပ်ကစားလာနိုင်မယ်ဆိုတာမှန်ပြီမဲ့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Leipzig ရဲ့နောက်တန်းကိုတကယ်ကြိုအောင်ကစားနိုင်ပါမလားပေါ့ Leipzig ကတော်တော်လေးကြစ်လက်တဲ့ဒီမှာပါတယ်နောက်တန်းကကျွန်တော် Guardiola နဲ့ Orban တို့ရဲ့ Center Back Partnership ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်နေနော်ဒီ Helstenberg တို့ Klosterman တို့ရဲ့အစွန်နှစ်ဖက်ကလည်းအတက်အဆင်းကြီးမှာတော်တော်ကိုအားကိုးရတဲ့ကစားမားတွေလှုပ်အားနှုံးနဲ့တအားကောင်းတာပေါ့နော်ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလီလိန်မာတို့ပါတို့ကအဆင်ပြေတယ်တိုက်စစ်မှာ Warner တို့နော် Forsberg တို့နော်ပြီးလို့ရှိရင် Andre Silva တို့နော်ဒီ Dominic Solbozain တို့ဒီကစားမားတွေကတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်နေရာစုံမှာအည်သွေးတွေကမြင့်တယ်ညူရိုးကြီးကြီးလာဗျာတီမိုဝါနာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆိုဘူဇိုင်းတို့အန်ဒရယ်ဆီဘာတို့ဆိုတာမျိုးက face လဲမြန်တဲ့ကစားမားတွေဖြစ်တယ်လို့တဝူးချင်းအည်သွေးရလဲကောင်းမွန်တဲ့ကစားမားတွေဗျာဒါတော့မှသူတို့မှာအရင်မှသူတို့ရင်တာခရစ်စတိုဘာအန်ကူကူတို့နော်ဖောလ်ဆန်တို့ကစားမားတွေရှိတယ်ကွင်းလယ်မှာလည်းဟိုက်ဒရာတို့ကစားမားတွေရှိတယ်ဗျာဒါဟာ Leipzig ရဲ့ဘက်မှာသူ့အည်သွေးနဲ့သူရှိတဲ့ကစားမားတွေက short တွက်လို့မရဘူး Manchester City တွေနော်ဒါကြောင့်လည်းလဲစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပွဲကတော့CD ရဲ့ဘက်ကတော့အသာရဖို့တော့များတာပေါ့။နော်သူတို့မှလည်း quality ကစားမားတွေကမနည်းဘူး။နော်သူတို့ဆိုတော့ CD ရဲ့ဘက်မှာတော့ပွဲကိုအများဆုံးထိန်းချုပ်လာနိုင်မယ်။အကယ်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအသုံးချလာနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ chance ကသူတို့ဘက်မှာပဲ။အိမ်ဝင်လည်းဖြစ်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ Leipzig ကအခွင့်အရေးနည်းနည်းနဲ့အသုံးချနိုင်တဲ့အသင်းမျိုး။လို့ရှိရင် Champion League မှာလည်း Andy အများအောင်ကစားနိုင်တဲ့အသင်းမျိုး။နော် Sevilla တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Manchester City ကကောင်းပြီမယ်။သူတို့ရဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့အန်ဒီပေးနိုင်တဲ့နေသားတွေဗျာ Leipzig မှာကဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲမှာ CD အတွက်ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုနောက်ထပ်ခဲယုံမဲ့ပွဲပေါ့เนาะဟိုကျင်းမြောင်းနဲ့ရလတ်နဲ့ပဲ Manchester City ဘက်ကတက်သွားလို့ရှိရလို့ထင်တာပဲဥမာ 1-0 ပဲဖြစ်ဖြစ် 2-1 လောက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ကြော်ပေါင်း 3-2 ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်တယ်မလားဟို Manchester City ရဲ့ဘက်ကပဲတက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲဒါလွယ်ဦးမှာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะမထင်မှတ်တာတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိရဆိုမြဲလွယ်ဦးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Leipzig တက်မယ်ဆိုတာနဲ့ Manchester City ရဲ့ဘက်ကနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားမိနေတယ်ကျွန်တော်ထင်နေပေါ့ဗျာဆိုတော့လည်းပဲရလက်ကတော့ပြတ်သားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ညီကတို့နေနေရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲလက်ရှိအင်တာနက်ပေါ်တူရဲ့ပွဲမှာဘယ်တင်းကတက်သွားလိမ့်မယ်ထင်လဲမန်ချက်စတာစီးတီးပွဲမှာရောဘယ်တင်းကတက်သွားလိမ့်မယ်ထင်ကြလဲကိုမိုင်းမှာဝင်းမချက်ပြသွားကြပါကြည့်ရှုပါပြီးတော့မရှိပြအောင်ကိုကြည့်နေမြိုင်းကြပါလိမ့်